Chào mừng các bạn đến với trạm phát thanh Đột Kích, nơi cập nhật các tin tức mới nhất về Đột Kích mỗi ngày. Hôm nay là ngày 3 tháng 5, hãy cùng mình điểm lại những thông tin về Đột Kích trong những ngày vừa qua. Trong bản tin ngày hôm nay, trạm phát thanh Đột Kích sẽ cập nhật cho các bạn những tin tức liên quan tới giải đấu CFSE, CFPL Season 24 và cuối cùng là sự kiện Gameverse. Mở đầu bản tin, chúng ta hãy cùng đến với giải đấu CFSE. CFSE được biết đến là một giải đấu đột kích quốc tế. Năm nay, CFSE có tổng giá trị giải thưởng lên tới 100.000 USD. Ở mùa giải này, giải đấu có sự góp mặt của 6 đội tuyển đến từ 5 quốc gia và khu vực khác nhau như Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Brazil và khu vực Tây Âu. Đại diện của Việt Nam đến tham gia thi đấu tại đấu trường quốc tế lần này chính là đội tuyển Carahao với các thành viên chủ chốt như Shady, Rambo, Lucas, Dola và Kim Pum. Giai đoạn vòng bảng của giải đấu sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5. Còn giai đoạn chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 5 theo thể thức thi đấu leo tháp. Tất cả các trận đấu của mùa giải CFSE 2024 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh thông tin chính thức của Đột Kích Việt Nam như fanpage Đột Kích TV, fanpage Đột Kích Trong Tầm Ngắm, kênh YouTube và kênh TikTok của Đột Kích Việt Nam. Phần tiếp theo của bản tin, chúng ta hãy cùng đến với thông tin liên quan tới giải đấu CFPL Season 24 tại Trung Quốc. Chỉ vừa tròn gần một tháng sau khi Season 23 kết thúc, giải đấu CFPL sẽ chính thức diễn ra Season 24 vào ngày 17 tháng 5 này. Mùa giải CFPL Season 24 hứa hẹn sẽ mang lại những màn tranh tài vô cùng hấp dẫn bởi sự ban bố luật chơi mới như luật cấm súng. Các đội tuyển cần phải đưa ra đội hình thi đấu cũng như chiến thuật thi đấu mới để có thể phù hợp với quy định mới. Bên cạnh đó, trong mùa giải này, bản đồ thi đấu bến cảng 2.0 sẽ được thay thế bằng bản đồ bến cảng 1.0. Đặc biệt hơn, chính là sự chuyển nhượng tuyển thủ của các đội tuyển. Diễn biến và kết quả của giải đấu CFPL Season 24 sẽ được cập nhật tại trạm phát thanh Đột Kích. Các bạn hãy theo dõi trạm phát thanh để không bỏ lỡ những diễn biến nóng hổi của giải đấu CFPL Season 24. Cuối cùng, chúng ta hãy cùng điểm lại thông tin liên quan tới sự kiện Gameverse 2024 sắp diễn ra trong tháng 5 tới đây. Vào 2 ngày là ngày 11 và ngày 12 tháng 5, Đột Kích sẽ chính thức có mặt tại triển lãm Gameverse 2024, sự kiện game thể thao điện tử lớn nhất Việt Nam. Khi đến tham gia tại khu vực của Đột Kích, các bạn không chỉ được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm vô cùng thú vị, đồng thời còn được tham gia vào hành trình săn quà độc nhất vô nhị mà chỉ có ở nhà phát hành VTC Online. Triển lãm Gameverse 2024 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Chất lượng quà cao nhưng số lượng quà lại giới hạn. Các chiến binh nhớ nhanh chân tới xếp hàng tại khu vực của Đột Kích tại Gameverse để có thể ôm trọn quà về nhà của mình nhé. Và đó là tất cả những thông tin của trạm phát thanh Đột Kích ngày 3 tháng 5. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày tốt lành.